cảnh báo âm mưu của thế lực thù địch qua việc bôi nhọ hình ảnh lãnh tụ. Việc nhận diện những thủ đoạn và đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, bôi nhọ hình tượng lãnh tụ Hồ Chí Minh chính là nhiệm vụ chính trị xã hội góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tháng 10 năm 2021, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Trà Cú, Trà Vinh đã tiến hành các thủ tục theo luật tố tụng hình sự, tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Thạch Rai để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm đến lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân. Điều đáng nói, Thạch Rai đã đăng tải hình ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh với tính chất xúc phạm, bôi nhọ nghiêm trọng, xúc phạm lãnh tụ. Có thể, theo tài liệu của cơ quan điều tra, Thạch Rai 61 tuổi, ngụ tại xã Kim Sơn, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh, thông qua tài khoản mạng xã hội Facebook, đối tượng này đã đăng tải hình ảnh chân dung của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bị chỉnh sửa có tính chất xúc phạm. Thạch Rai cùng với số đối tượng tự xưng là nhà bảo vệ quyền dân tộc bản địa, tự do tôn giáo ở nước ngoài như Thạch Sê Tha, người dân tộc Khmer, quê quán ở Trà Cú, Trà Vinh, chạy sang Campuchia từ năm 1985 do tham gia hoạt động bạo loạn chống chính quyền thường xuyên, liên tục thông qua các kênh mạng xã hội để phát tán hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được cắt ghép để lồng ghép các nội dung xúc phạm, bôi nhọ và hạ uy tín của người, đồng thời tuyên truyền bóp méo lịch sử, phá hoại chính sách dân tộc tôn giáo của Việt Nam, kích động cái gọi là tinh thần ly khai tại vùng đồng bào Khmer Nam Bộ. Chúng xuyên tạc cho rằng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thổi bùng ngọn lửa chiến tranh Đông Dương, đặc biệt là phát động các trận đánh ở nước Campuchia với mục đích chính là cướp đất, hợp pháp hóa vùng đất mà chúng gọi là Campuchia Hạ, thành Nam Bộ của Việt Nam. Bên cạnh đó, các đối tượng còn bịa đặt, giả dựng những vở kịch không có thật về Chủ tịch Hồ Chí Minh liên quan đến nước bạn Campuchia. Bên cạnh đó, theo cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Trà Cú, Thạch Rai thường xuyên đăng tải, chia sẻ các biểu tượng, tài liệu liên quan đến tổ chức phản động bên ngoài. Quá trình làm việc với cơ quan điều tra, Thạch Rai đã thừa nhận hành vi trên. Y khai mục đích chính nhằm tuyên truyền, xuyên tạc sai về lịch sử vùng đất Nam Bộ. Đáng chú ý, liền ngay sau đó, nhiều vụ việc tương tự cũng đã được cơ quan chức năng phát hiện và xử lý. Cụ thể, hôm ngày 21 tháng 10, Công an huyện Rồng Trôm, tỉnh Bến Tre đã phối hợp với phòng PA02, Công an tỉnh Bến Tre làm việc với đối tượng PPN, sinh năm 1981, ấp 8, xã Phước Long, huyện Rồng Trôm về hành vi sử dụng mạng xã hội Facebook đăng tải, chia sẻ bài viết có nội dung xúc phạm, xuyên tạc Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cũng giống Thạch Rai, N sử dụng tài khoản Facebook đăng tải chia sẻ hình ảnh, bài viết có nội dung xuyên tạc, nói xấu Chủ tịch Hồ Chí Minh, xuyên tạc lịch sử dân tộc. Ngoài ra, vào ngày 8 tháng 10, cơ quan công an tiến hành làm việc với đối tượng NDK, sinh năm 1968, ấp Chợ, xã Mỹ Thạnh, Rồng Trôm, Bến Tre về hành vi sử dụng mạng xã hội Facebook, tham gia nhiều hội, nhóm chống đối chính trị và đăng tải chia sẻ bài viết có nội dung sai sự thật, xuyên tạc lịch sử dân tộc. Cần cảnh giác với thủ trong rạch ngoài. Nhận định về hành vi của các đối tượng, trong đó tiêu biểu là Thạch Rai, cơ quan công an khẳng định đối tượng đã vi phạm các quy định của luật an ninh mạng và gây bức xúc cho quần chúng nhân dân. Nghiêm trọng hơn, các vụ việc cũng đưa ra cảnh báo về âm mưu của các thế lực thù địch thông qua việc bôi nhọ hình ảnh lãnh tụ, bóp méo lịch sử dân tộc, đặc biệt là các tỉnh thuộc vùng Nam Bộ. Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ thiên tài được cả thế giới công nhận. Tại kỳ họp lần thứ 24 năm 1987 của Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn học Liên Hợp Quốc UNESCO, người được vinh danh là anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất của Việt Nam. Tại hội thảo quốc tế kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiến sĩ giám đốc UNESCO khu vực châu Á Thái Bình Dương, đại diện đặc biệt của Tổng giám đốc UNESCO công nhận nhận định: chỉ có ít nhân vật trong lịch sử trở thành một bộ phận của huyền thoại ngay khi còn sống, và rõ ràng Hồ Chí Minh là một trong số đó. Người sẽ được ghi nhớ không phải chỉ là người giải phóng cho Tổ quốc và nhân dân bị đô hộ, mà còn là nhà hiền triết hiện đại đã mang lại một viễn cảnh và hy vọng mới cho những người đang đấu tranh không khoan nhượng để loại bỏ bất công, bất bình đẳng khỏi trái đất này. Trái ngược với những sự thật không thể phủ nhận này, Thạch Rai và các đối tượng phản động vẫn cố tình bôi nhọ uy tín, hình ảnh, vai trò của lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh với lịch sử dân tộc cũng như thế giới. Các chuyên gia về tội phạm cho rằng mục đích của chúng là nhằm xuyên tạc lịch sử, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc và sự toàn vẹn của lãnh thổ Việt Nam, phá hoại tình hữu nghị giữa Việt Nam, Campuchia, Lào, phá hoại quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và các nước trên thế giới. Để chống phá các đối tượng cực đoan ở trong và ngoài nước như Thạch Rai đã luôn tìm mọi cách bôi nhọ danh dự, hình tượng Hồ Chí Minh để lừa mị nhân dân, đổi trắng thay đen, hòng phá hoại chính sách đại đoàn kết dân tộc, kích động tinh thần ly khai, phá hoại sự toàn vẹn của lãnh thổ Việt Nam tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Việt Nam, trong đó có vùng đồng bào Khmer Nam Bộ. Điều này cực kỳ nguy hiểm khi gây ra sự chia rẽ, làm phương hại đến tình hình hữu nghị của Việt Nam và các nước láng giềng Campuchia, Lào, vị chuyên gia nhận định. Hiện nay, các thế lực thù địch phản động đang giao giết đẩy mạnh hơn các hoạt động tuyên truyền chống phá trên không gian mạng Internet. Đó là các chiến dịch phá hoại nguy hiểm trên mặt trận chính trị tư tưởng. Do đó, việc nhận định những thủ đoạn và đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, bôi nhọ hình tượng lãnh tụ Hồ Chí Minh là nhiệm vụ chính trị xã hội góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và tiến trình đi lên chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam.
Vì vậy, vấn đề cấp thiết hiện nay trong đấu tranh phòng chống các luận điệu xuyên tạc là mỗi công dân Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cần luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, phát hiện và thẳng thắn lên án các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, các đối tượng chống phá trong và ngoài nước, bôi nhọ thanh danh, đạo đức, nhân phẩm Chủ tịch Hồ Chí Minh và phá hoại sự đại đoàn kết và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.